Rồi, hả, xin chào tất cả anh em đã đến quay trở lại với BWM Channel ha. Tôi là 4 tháng 3 và ok, thì hôm nay cũng là những cái ngày gần cuối tháng 8 rồi. Thì cuối tháng 8 sẽ có rất là nhiều tựa game trong và ngoài nước anh em nhé. Và anh em cũng kêu tôi reaction rất là nhiều. Thì hôm nay tôi sẽ xem thử phần 2 nó có cái gì hay ha. Tựa game có tên là Stay Still anh em ạ, Stay Still đấy. Rồi, đây là Stay Still 2 của Quốc MT, không phải biết phải Quốc không, không có ai giấu. Ok, từ từ đọc qua đã. Chúng tôi đã cải tiến giới thiệu Stay Still 2 khởi động lại tối ưu của Stay Still. Nghe hấp dẫn đó. Hãy chẩn đoán cho bạn để có trải nghiệm tuyệt vời. Hãy chẩn đoán là sao? Với nhiều nội dung mới lạ và các chương hấp dẫn, bắt đầu cuộc hành trình qua vị trí vẫn còn lại mãi mãi và biểu tượng. What the f***? Má Anh Quốc phải người Việt Nam không vậy? Nơi hội niệm đúng. Má học được nhiều rất là nhiều từ mới nên mà nơi hội niệm gặp lại sự đổi mới và khám phá nhiều địa phương hấp dẫn như câu chuyện được tạo ra được má game hài anh ơi. Má game hài kinh dị đúng không anh? Thôi rồi coi đi anh em nhé. Ok, bộ game thôi. Ở là nhà phần trailer này Quốc MT. Ok, đây là cái khung cảnh ngôi nhà cũ đúng không anh? Đồ bá, tôi coi cái kiểu này anh em coi đi. Không phải, tôi chắc chắn con game này đủ game hài luôn ấy. Chơi phần 1 và tôi đã nghi rồi, con game này con game kinh dị hài kinh dị rồi. Có phần 2 thì đúng quá, qua bản trailer thì tôi chắc chắn luôn con game này là con game hài kinh dị. Anh em chơi không phải là chơi game mà chúng ta có thể chơi qua, chúng ta có thể nói là ở đây con game kinh dị dở không. Nếu anh em nhìn nó với cái góc nhìn hài kinh dị thì nó rất là hay anh em nha, kỳ hay luôn. Thấy cái trailer, thấy cái tâm huyết rồi, đấy. Kỳ vọng cái phần 2 nữa sẽ ok hơn nè. Tại tùy anh em xem nè. Không phải là xem tầm đấy. Con ma nó có hồn hơn rồi. Con ma nó có hồn hơn rồi, chúng ta có thể gọi là đúng hồn ma là con ma nó có hồn hơn rồi. Đấy, bà làm cái gì ấy? Nhìn không, tuy không rõ nhưng mà tôi biết bà này bà đang làm cái gì á, làm gì nè đây. Đó. Múa flower, đó hoa hồng. Không biết anh em có để ý không chứ tôi cảm thấy cái trailer này nó tối. Tôi hy vọng là con game khi mà ra mắt phần 2 á, khi mà ra phần 2 thì nó sẽ có một cái kiểu ánh sáng nó vừa vừa như thế này là được rồi. Cũng đừng có tối quá, cũng đừng chớp tắt nhiều quá, má tôi bị động kinh. Cái game hay có tiêu đề rồi cảnh báo coi chừng người bị động kinh, người yếu tim á. Tôi là người động kinh đấy. Anh em chơi game hay là anh em xem trailer gì này nọ thì tôi hy vọng là anh em sẽ đóng góp ý kiến nó mang cái chiều hướng tích cực này. Rồi, rất hoan nghênh anh em để lại dưới phần comment ý kiến, dưới phần comment. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những livestream hoặc là video tiếp theo. Bye bye.